chúng ta không được lấy đuôi nha, lấy cái ngọn của cái chai giống này. Vì sao? Vì cái ngọn của nó là nó non, tơ, cái sợi tơ nó non. Nó ở góc á, thì sợi tơ già quá. Nói chung là nói vui như mọi người như thế này nè, mình kiếm con quen tán, hồi ngày xưa mình tán con nào thì mình tán cái con một là nó cùng tuổi với mình hay nó nhỏ hơn mình xíu, ai tán bà già đâu đúng không, thì vậy thôi. Còn tán mấy đứa mà nhỏ quá thì coi bóc lịch vậy thôi, đơn giản là mình hiểu ra liền. Chào mọi người, nắm là gà mèo lỏng tú cầu. Thì hôm bữa thì nấu con lọc quay cho mọi người xem rồi, hôm nay thì tiến hành gà lỏng thôi. Bây giờ quay chia sẻ lại mọi người. Hôm bữa thì nấm đạt 7 chai. Rồi hơn thay nó còn nguyên 7 chai. Nhưng mà nấm chỉ lựa 1-2 chai cái thôi mọi người. Thì mình lựa những cái chai đẹp nhất, tốt nhất một cái, còn lại mình bỏ. Rồi bây giờ thì thao tác cũng như mọi khi thôi. Trước khi vào thì chúng ta cũng khẩu trang lên tay, khử tủ làm bản rồi đó. Hôm nay nấu không mặc áo mà luôn, vì có áo của câu lạc bộ rồi, mặc sẵn quảng cáo luôn đúng không mọi người. Đây là 7 chai mà hôm bữa nấm làm cho mọi người xem rồi, có video ở trước rồi, là tối ngày 29 tháng 7. Thì hôm nay là tới ngày, để nắm coi điện thoại nè, nay tới ngày 13 lận. Là ngày 13 thì tức là có ngày 31 nữa là nửa tháng rồi. Đáng lẽ thì cái giống này phải cấy trước ngày khoảng 4-5 ngày nè, nhưng mà vì thời điểm đó thì nắm không có mặt ở nha. Thì cũng 7 chai thì rất là đều hết 7 chai mọi người. 7 chai đều hết, anh sung rồi. Thì trong 7 chai này nắm sẽ lựa ra chai nào đẹp nhất nắm cấy thôi, còn chai nào mà không đẹp thì không cấy. Ví dụ như nắm nhìn nè, chai nào đẹp nè, đẹp tại sao? Tơ đều, phân tán đều. Cái thứ hai, đồng nhất, màu tơ đồng nhất. Rồi cái thứ ba nữa là nhìn thấy nó mạnh. Ví dụ như cái chai này cũng đẹp nè. Đấy, nắm sẽ chọn hai chai này cấy nè, ok nè. Mấy cái chai này chưa xịt nha, từ ví dụ chai đời xấu nè, nhìn tơ thì mạnh nhưng mà màu không có đẹp, vì nó bị dính các cái thành chai, sợ là cái khả năng là mình vệ sinh cái chai không rửa không sạch nè, chai đã bỏ nè. Rồi chai này thấy tơ thì sung mạnh nè, chai đẹp nè. Chai đây là vì lý do là nó dính keo nhưng mà trắng đẹp. Đây, ba chai lái nè, đây chai đây cũng rất là đẹp nè. 4 chai lấy nè. Ôi dồi, chai đây không đẹp, không đẹp nè. Nói chung là mình nhìn nó không đẹp, không có vừa mắt, là do kinh nghiệm của mỗi người nhìn thôi. Rồi, như vậy 4 chai này nắm cấy ra thì biết bao nhiêu đúng không? Rồi, khử trùng xong, bây giờ nắm tiến hành nắm sẽ vệ sinh cái chai mình còn nữa nè. Rồi, mọi người là mình sẽ tiến hành, hôm bữa thì thao tác rồi đúng không? Mình tiến hành là xịt nè, rồi xịt hết. Rồi do hồi nãy là nắm chưa xịt, vì để cái ngày còn lại cho mọi người xem. Xịt hết. Rồi chúng ta sẽ tiến hành lau đi. Đặc biệt là cái như thế này nè, đặc biệt là ở dưới này nè. Rồi, ở dưới góc này nè. Là tại sao? Là ở dưới đó nè, nó dễ bị tiếp xúc với môi trường á, rồi dưới bên trong, tức là ranh giới của nó. Chai đây nó dính keo, nó dính. Rồi, hết đợt này rửa ra lại cho sạch. Đây, lau đi, nó sạch. Còn mình khử là còn 70 nha mọi người. Lau. Rồi, nào mình sẽ tiến hành mình cấy thôi. Nãy giờ chị tính chị luôn. Lo cái vấn đề về ấy xong hết rồi. Bây giờ năm thao tác nè. Chai thì lau sạch sẽ rồi. Chúng ta sẽ tiến hành tháo cái giấy báo này ra. Việc tháo giấy báo chúng ta không đưa tay qua, ok chưa? Chúng ta nghiêng sao đừng có để nó bị này. Chúng ta đây, nghiêng nha, ok chưa? Chúng ta hất nhẹ nó ra rồi không có rút tay ra nha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành nhanh nha. Đây mọi người xây. Rồi chúng ta hơ cho kỹ đi.
hơ một chiều. Sau khi chúng ta hơ rồi thì chúng ta sẽ xác định được là vị trí cắt và mô ở đâu đẹp. Coi cái chai đây, chai đẹp này, mọi người thấy không? Hơ rất là đẹp. Ở trên thành này chúng ta không được lấy nha. Trên thành không được lấy. Rồi, cái thứ hai là mũi dao đầu tiên, chúng ta xác định cái chai này lấy hết thì chúng ta cắt hết một lần luôn. Rồi, việc mấy mũi dao sau thì chúng ta sẽ tiến hành dứt nó ra thôi. Còn nếu ví dụ như cái chai này muốn còn lấy được nữa thì chúng ta sẽ cắt cái vị trí là cần cắt một điểm nào đó thôi. Rồi, bây giờ chúng ta không lấy ở trong cái góc già này nha. Không lấy ở ngoài cái đuôi non. Rồi, chúng lấy giữa thì bây giờ nắm, cứ xác định nắm cắt. Đấy. Cái tơ của thằng tú còn nó rất là dày, là một cứng cáp. Đấy, chúng ta cứ cắt hết. Nó dài lắm mọi người ơi. Rồi, dao đây cắt một phát thôi, nãy giờ nó nói lâu quá thì chúng ta bỏ lấy cái dao khác rồi chắc chắn. Trung bình thì một cái chai này tùy thế cắt của mỗi người mà khéo hay không thì cắt nó ra được nhiều lắm. Nếu mà một chai mọi người cắt khéo nha, có khi nó ra đến cả 5-70 chai vậy đó. Còn người cắt không khéo khi ra 5-7 chai. Rồi, còn nếu muốn cắt nhỏ thêm hay cắt gì đó thì chuyện mọi người cứ cắt. Rồi, ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy một, đây, giúp nè. Nếu mà chúng ta cảm giác cái lượng chai cái nhiều quá thì chúng ta sẽ lấy ít lại. Còn không thì chúng ta, rồi, xong nha, mọi người nè. Đây nè, rất là dài, đại, miếng như thế này là ok rồi đó. Tay đừng có rung nha mọi người. Đây, chúng ta sẽ, để đây. Và khi đưa về nè, chúng ta đừng có để, mọi người nhìn ha. Rồi, đưa liếc nhẹ ở đây ha. Đấy, mũi dao chúng ta chạm vào hay là rẫy nhẹ nhẹ vậy đó. Rồi, xong. Rồi đưa vào kia buộc thêm dây thun. Coi nếu nó dính ở thành á, nè nè, nó là xong rồi nè. Mọi người ha. Rồi, cái miếng này cũng hơi bự đấy. Rồi, chúng ta đốt. Như vậy là xong một chai. Thì hầu như chúng ta cứ thao tác liên tục vậy đó. Thì đến khi nào mà cái chai nó hết rồi thôi. Đây, chỗ này chúng ta cắt lại. Rất là dai ha. Đù, cái tô nó dai nhách rồi mọi người ơi. Quá linh chi luôn á. Đấy, miếng đây cũng to nè. Rồi, chúng ta sẽ, đây, để đây, gạt nhẹ nè. Rồi, chúng ta đốt lưỡi dao đây. Ok. Như vậy thì thao tác á, thì hầu như là nó giống nhau. Đấy, đưa qua bên kia thì bên kia sẽ buộc thêm một dây thun nữa. À, như vậy thì tất cả hầu như các cái thao tác mà để phân lập cũng như là cái kiềng giống nấm thì nó na ná nhau. Chủ yếu là mọi người cần vệ sinh kỹ về cái thứ nhất là thao tác cho kỹ. Cái thứ hai là mọi người trước khi làm thì tủ lau sạch sẽ rồi. Còn trong cái quá trình mà hôm bữa qua nấm cũng có chia sẻ với mọi người rồi. Trong cái quá trình mà mình làm chai á, mình khử chai cho sạch sẽ. Chứ nếu cái chai nó dơ á, thì nó sẽ dính như cái hiện tượng giống như vừa rồi á. Giống như bảy cái chai thạch nè, nó bò lên thành cái nó dơ liền á, nó đỏ liền á. Nó đỏ là vì chúng ta làm không sạch á. Là cái tơ nhìn nha là nó bị dễ hỏng liền. Nói chung cái chai đó vẫn không nhiễm nha, không nhiễm nhưng mà dễ hỏng. Chung cái chai giống là cái chai phải trong suốt đặc biệt là không có lẫn các cái màu sắc khác. Tơ của thằng nào thì màu của con đó. Ví dụ tôm của thằng linh chi thì nó màu khác, tơ của thằng các loại nấm thì có màu khác nhau nhưng mà nó phải đồng nhất là loại tơ. Rồi, như vậy thì thao tác cứ vậy mà làm thôi. Làm chừng nào mà đuối thì hết chai thì nghỉ. Nếu mà cứ còn đó, chúng ta không được lấy đuôi nha. Lấy cái ngọn của cái chai giống này. Vì sao? Vì cái ngọn của nó là nó non tơ. Cái sợi tơ nó non. Nó ở góc thì sợi tơ già quá. Nói chung
mà nói vui như mọi người như thế này nè. Mình kiếm con quen tán, hồi ngày xưa mình tán con nào thì mình tán cái con một là nó cùng tuổi với mình hay nó nhỏ hơn mình xíu, ai tán bà già đâu đúng không, thì vậy thôi. Còn tán mấy đứa mà nhỏ quá thì coi bóc lịch vậy thôi, đơn giản là mình hiểu ra liền. Rồi nay bự quá, 40 tuổi mà đi tán con mới có 12 tuổi thì sao được đúng không, ai tán bà 80. Rồi vậy giống nó cũng vậy, cái độ tuổi đó là độ tuổi sung mãn của nó, mình lấy mình làm sao để nó có năng sức. Rồi như vậy thì nấm chờ mà cấy hết cái chai này á, thì chỉ có tu video nhanh thôi nhưng mà nấm thao tác chậm cho mọi người xem để cho nó kỹ hơn. Chắc nấm cấy hết cái chai này nấm cũng kết thúc cái video ở đây á, thì mọi người xem thì cứ vậy thôi, đâu có gì nữa. Rồi đấy, thì cứ vậy quanh làm cho nó hết cái chai giống thì thôi lấy chai khác làm. Rồi sau đó khi mà cấy xong rồi á thì nấm tiến hành nấm đem qua xếp qua cái gọi là cái gì, cái máy lắc. Rồi nấm sẽ quay tiếp cái video đó mọi người xem, rồi khi nào lắc nữa thì từ từ. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã chịu khó mà xem cái video này. Trong cái quá trình quay video thì cũng có sự sai sót hay nói nhầm lẫn gì đó thì mọi người thông cảm. Cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã ủng hộ cũng như đặt hàng bên Truyện Nấm. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi. Rồi Nấm sẽ kết thúc cái video ở đây, hẹn mọi người ở video khác nha. Mọi người nhớ đăng ký, nhấn cái nút đăng ký kênh nha, dễ Nấm ra video mọi người dễ theo dõi hơn. Còn có gì cứ góp ý thêm để Nấm sẽ làm được tốt hơn. Xin chào.